tiên tri tiết lộ tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, đổi vận giàu sang, làm một hưởng 10. Trúng số độc đắc, tiên tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời nếu như nắm bắt được ba cơ hội này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý tín chủ tuổi Đinh Tỵ trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng, được tiên đoán là có rất nhiều cơ hội và may mắn trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, khó khăn cũng sẽ đi kèm với đó. Chính vì vậy mà con giáp này cần phải cẩn thận hơn, nghiêm túc, cố gắng hơn trong công việc của mình. Đặc biệt, nếu như nam mệnh tuổi Đinh Tỵ biết nắm bắt được ba cơ hội vàng này thì ắt sẽ cải biến được số phận, thay đen đổi đỏ, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, phát tài đổi vận mà giàu có hơn người, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy, năm 2024 tới đây, tuổi này làm sao có thể vượt qua được mọi gian nan, thử thách ngoạn mục đến như vậy, ba cơ hội vàng đó là gì? Vận trình Đinh Tỵ nam mạng sẽ biến động ra sao? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng. Đinh Tỵ, sinh năm 1977, hay còn được gọi với tên khác là đầm nội chi xà, tức là rắn ở trong đầm. Năm sinh dương lịch, từ 18 tháng 2 năm 1977 đến mùng 6 tháng 2 năm 1978. Năm sinh âm lịch, Đinh Tỵ, thiên can Đinh, tương hợp, nhâm, tương hình, tân, quý, địa chi, Tỵ, tam hợp, Tỵ dậu sửu, tứ hành xung, dần thân Tỵ hợi. Mạng sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, số phú quý, xương con rắn, tướng tinh con cú, bà chúa ngọc độ mạng. Nam mạng Đinh Tỵ với nạp âm hành thổ, do can Đinh hỏa ghép với chi Tỵ hỏa, can và chi cùng hành hỏa, lại tương hợp ngũ hành với nạp âm, thuộc lứa tuổi có năng lực thực tài, căn bản vững chắc, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận, dù trong năm xung tháng hạn có gặp khó khăn, trở ngại cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Tuổi Đinh Tỵ được Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ, Địa Tạng Bồ Tát ban thọ. Người tuổi Đinh Tỵ thông minh, lanh lợi vì được Thế Chí Bồ Tát ban trí tuệ, nhưng số phải bôn ba đây đó, nếu sống đất quê người thì hiển vinh, còn sống tại quê mình thì bình thường hơn. Đinh Tỵ thuộc mẫu người có đầy đủ hai tính chất của can Đinh, mềm mỏng, nhu thuận, nhân hậu, chịu khó, thích sống nơi đô hội và chi tỷ nhanh nhẹn, thông minh, nhiều tư tưởng, có óc khám phá, phân tích vấn đề rõ ràng, không chấp nhận sự hời hợt, đại khái, song một số ít đa nghi và thường ẩn tránh. Thích làm việc hay hoạt động một mình nơi ẩn khuất nên dễ thấy đúng sai về sở trường, sở đoản của người khác. Do đó, khi hành động, dễ thành công, có thiên khiếu về triết học, nghị luận sắc bén. Về mặt tình cảm, ít biểu lộ cho người khác thấy, phần lớn có lý tưởng cao xa nhưng không giữ vững được lâu dài, thời vàng son thường ở giai đoạn trung vận. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm, thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ, thông minh lanh lợi, có khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng rất mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức đền, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Đinh Tỵ, sinh năm 1977, là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi, họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế, họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con số có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Đinh Tỵ nam mệnh dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác có thần kinh khá nhạy cảm, Đinh Tỵ rất khó tin tưởng người khác. Khi đã tin tưởng ai đó, họ sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất nhạy cảm, hay cảm thấy bị tổn thương khi xảy ra mâu thuẫn với người thân. Đinh Tỵ nam mệnh là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng thời thế để ứng biến với cuộc đời. Tuổi Tỵ là bộ lột xác nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tỵ sinh năm 1977 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Nam giới tuổi Đinh Tỵ khá cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế, trước hung vận,
Đinh Tị rất dễ lung lay, họ rất ghét những chuyện ồn ào, náo loạn hay xô bồ, luôn cố gắng giữ bản ngã của riêng mình. Đinh Tị có vận tốt, cân lượng khá nặng nên không sợ phải đói kém. Người xưa quan niệm, trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý thì hai lần đỏ. Nam giới tuổi Đinh Tị là người có tài, lại nói năng rất nho nhã, lễ độ, lịch sự và khôn khéo, nên dễ thu phục được lòng người. Họ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi Đinh Tị, nam mệnh, có một sức sống dồi dào, mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Đinh Tị, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Nhưng đức tính này sẽ rất có lợi khi áp dụng vào công việc kinh doanh. Đinh Tị rất khôn khéo và họ luôn luôn là người giữ thế chủ động trong các cuộc thương thảo. Họ rất có tài trong việc thuyết phục, thương lượng với người khác, có thể trở thành nhà ngoại giao xuất sắc. Tóm lại, cuộc đời Đinh Tị nam mệnh gặp nhiều khó khăn, vất vả ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tị may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè. Bởi vậy, họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đường tài lộc gặp nhiều may mắn, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu, cũng có khao khát rất lớn về tiền bạc. Trí tuệ mẫn tiệp, tuy không gặp nhiều sóng gió, nhưng quyết đoán, dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú không ai sánh bằng. Tuổi này cần chú ý những vận hạn ở các năm 35, 36, 48 và 50 tuổi. Hãy nên sống thiện và tu nhân tích đức thì sẽ được phước và tai qua nạn khỏi, sống thọ phú quý đến già. Đặc biệt tuổi này được hư không Bồ Tát ban phúc nên đông con, nhiều cháu, về già được an nhàn hưởng phúc. Xét tổng quan tử vi nam mạng tuổi Đinh Tị trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nam mạng tuổi Đinh Tị theo can chi, ngũ hành. Về thiên can, đinh gặp giáp là bình hòa, xuất hiện một số cơ hội trong sự nghiệp, có thể là do anh em, bạn bè mang lại, nhưng sự thành hay bại vẫn phụ thuộc chính vào sự nỗ lực của bạn. Nên bản mệnh có kế hoạch và phương án cụ thể cùng với tâm huyết bỏ ra, đừng trông chờ quá vào sự giúp đỡ của người khác thì ắt sẽ nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ Đinh Tị nhé. Về địa chi, Tị gặp Thìn là bình hòa, hành sự dễ thành do chịu tác động của ngoại cảnh, dù công việc của bạn có nhiều cơ hội thăng tiến và bản thân bạn cũng là người có tham vọng lớn. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá ỷ lại vào thực lực hiện tại mà quên mất đi sự khiêm nhường, tinh thần cầu tiến để có được sự ủng hộ của mọi người nhé. Về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh, vận khí cát lành, chuyện tình cảm hay tiền bạc đều đạt được như ý nguyện. Điều này thể hiện một năm mà cuộc sống của mệnh chủ mưu cầu công danh, tài lộc đều thuận lợi, đi xa có quý nhân giúp sức, xuất tiền đầu tư đều thu về kết quả tốt. Tiểu kết, tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, nam mệnh, có nhiều cơ hội mở mang sự nghiệp hơn trong năm Giáp Thìn 2024, mưu sự có cảm giác dễ dàng hơn. Tuy nhiên thành bại cũng do bản thân nỗ lực là chính, sự giúp đỡ của người khác chỉ là yếu tố phụ, gia đạo hay tiền bạc cũng ít phải lo toan. Bạn có thể xem xét một số hạng mục để đầu tư trong năm, cũng đem lại cho bạn khoản tiền kha khá nữa nhé. Thứ hai, xem tử vi Đinh Tị, sinh năm 1977, nam mạng, theo sao hạn. Năm 2024, tuổi Đinh Tị nam mạng gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu còn được gọi là Phúc Lộc, là một trong những sao thuộc nhóm Cửu Diệu Tinh, một loạt sao chiếu mệnh mà mỗi người trong đời đều phải trải qua. Sao Thủy Diệu có tính chất là sao vừa hung vừa cát, tuy nhiên cát nhiều hơn hung, vì vậy nó là sao chủ về tài lộc, hỷ hay còn gọi là Phúc Lộc Tinh. Người có sao chiếu mệnh này thường có cơ hội thăng tiến trong công danh và sự nghiệp cũng như sự dư giả về tiền bạc. Tuy nhiên, sao Thủy Diệu cũng có một số khía cạnh không lợi, đặc biệt đối với nữ giới, nó có thể mang đến những rủi ro liên quan đến sông suối và ao hồ. Do đó, cần đặc biệt cẩn trọng khi tiếp cận môi trường nước. Xét về ngũ hành, sao Thủy Diệu thuộc ngũ hành thủy, điều này khiến những người có mệnh mộc và kim khi gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh sẽ có nhiều may mắn và suôn sẻ trong công việc. Tuy nhiên, nếu gia chủ là người mệnh hỏa, sao này có thể không mang lại lợi ích tốt nhất, do đó cần phải hóa giải để có một năm bình an. Tóm lại, sao Thủy Diệu là một sao với tính chất phức tạp, mang đến may mắn và cơ hội,
nhưng cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và hóa giải khi gặp phải những khó khăn. Nó là sao tốt, hợp cho những người mệnh mộc và kim. Người tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn được may mắn về tài lộc, đi làm ăn xa dễ thành công rực rỡ. Tuy nhiên, trong làm ăn, buôn bán, cần giao dịch rõ ràng, giữ lời nói cẩn thận để tránh cãi vã và lời đồn thị phi. Sao Thủy Diệu tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thủy Diệu như sau. Thủy Diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục chớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 bi lụy trần ai, văn thơ khẩu thiệt có hoài, hành lo bày kế đa mưu với người, tang khóc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà nguy. Năm 2024, tuổi Đinh Tỵ nam mạng, được sao thủy tinh chiếu mệnh thì sẽ tìm được hướng đi mới trong con đường công danh, sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng tiến, được trọng dụng và mọi người yêu mến. Những người có ý định khởi nghiệp sẽ gặp được nhiều thuận lợi trong thời điểm này, mệnh chủ sẽ có nhiều cơ hội mới để tăng thêm nguồn thu nhập, có thể được tăng lương hoặc tìm được một công việc tay trái để sinh ra thêm tiền. Nếu đầu tư hoặc làm ăn xa thì sẽ kiếm được nhiều tiền và thành công hơn. Nếu được chiếu mệnh thì sẽ gặp được nhiều niềm vui, hạnh phúc, tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp. Nếu như còn độc thân, trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ được vui vẻ, gia đạo bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, trong năm đương số được sao Thủy Diệu chiếu mệnh là tốt, nhưng vẫn sẽ dễ gặp phải một số thị phi, rắc rối nhỏ khó tránh khỏi như khẩu thiệt thị phi, mất đồ hao của, hạn sông nước. Do vậy, song song với thu tài vận, người được thủy tinh chiếu mệnh nên chú ý hành thiện tích đức, có như vậy, công đức mới bền, bù lại các năm sao hạn tránh được tai ương, mệnh chủ cũng nên tránh qua sông, qua đò, hạn chế đường biển. Thứ ba, xét tử vi nam mạng tuổi Đinh Tỵ theo niên hạn là hạn thiên tinh. Hạn thiên tinh là hạn gì? Mỗi năm của đời người ứng với một niên hạn chiếu mệnh. Có năm may mắn, có năm xui xẻo hơn, tùy thuộc vào niên hạn bản thân gặp phải mà bạn biết được trong năm xảy ra ít hay nhiều tai ương, mức độ nặng nhẹ ra sao, từ đó tìm cách hóa giải nhằm giảm đi điều xấu, mang lại điều may mắn trong cuộc sống tương lai. Và trong cửu diệu niên hạn thì thiên tinh là một tiểu hạn, chủ về tai tiếng, thị phi. Năm nào gặp hạn này cũng ít nhiều gặp chuyện rắc rối, mâu thuẫn trong giao tiếp, nhẹ thì lời qua tiếng lại, buồn vui trong các mối quan hệ, còn nặng thì tranh cãi, đánh nhau, rồi dắt nhau ra tòa, kiện tụng. Trong năm hạn thiên tinh, nhất định bạn phải đối diện nhiều chuyện tai tiếng, dù bản thân đã rất cẩn thận và đề phòng, nhưng vẫn không tránh khỏi. Tuy nhiên, vẫn còn may mắn so với các hạn khác, hạn này chỉ mang tiếng thị phi, một thời gian sẽ xóa bỏ, chẳng quá nguy hại đến sức khỏe, tính mạng. Những ảnh hưởng của hạn thiên tinh trong năm 2024. Mặc dù tiểu hạn thiên tinh không quá nguy hại đến cái chết, nhưng chính những mâu thuẫn, xung đột khiến các mối quan hệ ngày càng xa cách, cuộc sống dần trở nên cô lập và lẻ loi. Người xưa vẫn có câu thơ như sau để miêu tả về hạn thiên tinh. Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Luận giải câu thơ viết về hạn thiên tinh ở trên như sau. Khi gặp năm có vận hạn này, đương số dễ bị gặp những rắc rối có liên quan mật thiết đến luật pháp, sự nghiệp ảnh hưởng. Rắc rối này có thể là bị kiện cáo, nặng hơn thì bị truy tố, xét xử và mang án phạt, thậm chí là đi tù. Ngoài kiện cáo ra, một dạng tai nạn trong câu thơ trên, đó là tai nạn xảy ra về ban đêm. Dạ tai với chữ giả có nghĩa là đêm, tối, tai nạn xảy ra về đêm, thường là gặp phải trộm cướp, ngã khi trời tối. Ngoài ra, hạn thiên tinh còn có ý nghĩa chủ về bệnh tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng hơn có thể bị ngộ độc, phụ nữ có thai dễ bị sảy thai, hư thai. Nhiều người khác có thể bị té ngã từ trên cao, do leo trèo hay với tay lấy các vật trên nóc tủ. Như vậy, hạn thiên tinh khá gần với các bộ sao hóa kỵ, cự môn, điếu khách có trong tử vi đầu số. Cả ba bộ sao này đều chủ yếu, dễ bị té ngã, gặp tai nạn giao thông. Ngoài ra, sao hóa kỵ chỉ các loại hóa chất độc hại có trong thực phẩm, nên nguy cơ bị ngộ độc khá cao. Ngoài sức khỏe và sự nghiệp, khi chịu hạn này, người ta thường phải đối diện với nhiều áp lực tinh thần trong cuộc sống, luôn trong tình trạng cảm thấy bất an và lo lắng, cuộc sống luôn buồn rầu, đặc biệt gia đạo dễ trở nên bất hòa, tình cảm vợ chồng không ổn định, dễ ra tòa ly hôn. Tiểu kết, nam mạng Đinh Tỵ, sinh năm 1977, có cát tinh chiếu mệnh nên công danh sự nghiệp có sự mở mang, phát triển thuận lợi. Trong năm bản mệnh, cầu danh được danh, cầu tài được tài, cũng được quý nhân tương trợ. Tuy nhiên,
Trong công việc cần cẩn thận với giấy tờ, sổ sách, làm ăn chân chính, phương diện sức khỏe cũng bị ảnh hưởng. Bởi hạn thiên tinh, cần được chú ý, chăm sóc nhiều hơn, nên có chế độ ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý, quý anh Đinh Tị nhé. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Đinh Tị, nam mạng. Những người tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 vào năm 2024 gặp vận niên hổ nhập nội. Hổ nhập nội nghĩa là cọp về đồng bằng, sa mạc, không có mồi để ăn. Trong năm nay, bản mệnh kinh doanh thương mại, kinh doanh lúc đầu khó khăn, vất vả, nhưng nếu kiên trì và theo đuổi tới cùng thì sẽ thu về nhiều thành tựu đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, trong năm này, bản mệnh không nên đắc mạo, nên khiêm nhường vị tha và làm phúc giúp người khác, như vậy sẽ gia tăng thêm cát khí ở các phương diện khác trong cuộc sống nhà mình. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Đinh Tị, nam mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Đinh Tị không phạm tam tai, có thể mở mang thêm công việc làm ăn, hứa hẹn nhiều thành công mới. Kim lâu năm 2024. Tuổi Đinh Tị phạm kim lâu thê, nếu gia chủ làm nhà sẽ mang tai họa tới vợ hoặc chồng. Nếu gia chủ là người độc thân, quá vợ, chồng thì không sợ kim lâu thê. Hoàng ốc năm 2024. Năm nay nam mệnh Đinh Tị phạm lục hoàng ốc. Đây cũng là một cung xấu, xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ không thành công, bị tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng xấu đến tương lai các thành viên trong gia đình. Tiểu kết, công việc năm nay của nam mệnh tuổi Đinh Tị có những bước tiến đáng kể. Nếu cố gắng quyết tâm thì dù gặp khó khăn cũng sẽ tìm được cách giải quyết. Tuy nhiên, đương số phạm cả hoang ốc và kim lâu nên không thích hợp để đứng ra tiến hành các việc lớn trong nhà như lo liệu cưới hỏi cho con cái hoặc xây sửa nhà cửa. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Đinh Tị, nam mạng. Bước sang năm 2024, vận trình của Đinh Tị khởi sắc trông thấy, một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có chính quan mộc đức cát tinh hỗ trợ và công việc làm ăn. Vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Tài lộc cũng thuận sự nghiệp mà gia tăng, tiền bạc dư giả, kinh doanh đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau, chứ không chỉ một nguồn thu cố định. Chuyện tình cảm cũng được thuận lợi, có dự báo tin vui và hỷ tín trong năm Giáp Thìn này. Có điều, sức khỏe giảm sút hơn hẳn, hao tốn tiền bạc cho phương diện này. Về phương diện sự nghiệp, so với tử vi tuổi Đinh Tị, nam mạng năm 2023, vận trình năm 2024 của bản mệnh Đinh Tị sôi động hơn nhiều, khởi sắc hơn, chứ không còn bình bình như trước. Vừa được ngũ hành tương sinh, vừa được cát tinh chiếu mệnh, giúp công việc làm ăn của quý anh Đinh Tị có sự mở mang và khởi sắc hơn. Trong năm cũng có dấu hiệu thay đổi về nơi làm ăn hoặc chỗ ở, dù chưa biết là tốt hay xấu, nhưng ít nhất cũng đã đổi khác, chấm dứt chuỗi ngày bình bình, gây nhàm chán. Mưu sự trong năm vất vả hơn do tác động của sao dịch mã, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có chính ấn và thủy diệu cát tinh chiếu mệnh. Chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, ắt được kết quả tốt, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi. Chính ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ, chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc, người làm nhà nước thuận hơn so với doanh nghiệp tư nhân. Hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt làm ăn là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân. Tuổi nam mệnh Đinh Tị chớ vội đắc ý mà lơ là, kẻo tiền mất tật mang. Về phương diện tài lộc năm 2024, tuổi Đinh Tị, nam mạng. Xem tử vi trong năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977, trong năm 2024 thấy rõ. Tài lộc của quý anh có dấu hiệu sinh sôi mạnh. Năm nay là khởi điểm thích hợp để đầu tư tiền bạc vào chuyện hùn hạp làm ăn, mở rộng quy mô hoặc các kênh đầu tư. Được thủy diệu cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về buôn bán và đất đai, điền sản, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn. Có điều, cần đề phòng kiếp tài gây tâm lý lãng phí, mua sắm nhiều đồ xa xỉ cho bản thân hoặc gia đình để thỏa mãn lối sống hưởng thụ. Hung tinh này cũng báo hiệu tiêu tán tiền bạc cho vấn đề sức khỏe hoặc tai ương bất ngờ, hết sức đề cao cảnh giác. Về phương diện tình cảm, gia đạo năm 2024. Dưới tác động của cách cục bán hung bán cát, chuyện tình cảm gia đạo của người tuổi Đinh Tị nam mệnh cũng có nhiều khúc quanh trong năm 2024. Năm vừa có hồng loan chủ đào hoa tinh chiếu mệnh, lại thêm quả tú khắc chế đào hoa, báo hiệu chuyện tình cảm của những người độc thân có sự biến động mạnh, nhất là nam giới.
Nam mệnh tuổi Đinh Tỵ, mở rộng quan hệ xã giao, có nhiều cuộc gặp gỡ chất lượng, có thể nảy sinh tình cảm tốt đẹp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có quả tú hung tinh, đại diện cho những áp lực cuộc sống hay cảm xúc xáo trộn bên trong ngăn cản. Tuổi Đinh Tỵ nam mệnh vẫn có xu hướng khép mình, tập trung nhiều cho sự nghiệp hay gia đình hơn là chuyện tình cảm cá nhân. Vì thế mà tự nảy sinh mâu thuẫn, có thể lỡ dở hạnh phúc trong tầm tay. Các anh tuổi Đinh Tỵ cũng cần quan tâm hơn đến nửa kia, cân bằng cảm xúc, chia sẻ gánh nặng kinh tế trong gia đình. Có như vậy mới ít phát sinh mâu thuẫn, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang, phá hoại hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe trong năm 2024. Sức khỏe trong năm Giáp Thìn của tuổi Đinh Tỵ không có gì đáng lo ngại, bệnh nghiêm trọng không mắc, nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên, có bệnh thì có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không nguy hại gì. Dưới tác động của kiếp sát hung tinh, đương số cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, cần chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào các tháng cuối năm. Xem tử vi Đinh Tỵ năm 2024 về mặt sức khỏe, khi có ấn tinh tại mệnh thì lưu ý các bệnh do quá nhiều dinh dưỡng mà thành. Ví dụ như béo phì, tiểu đường, có thể thấy người tuổi Đinh Tỵ cũng đã 48 tuổi theo lịch âm. Muốn sức khỏe ổn định thì nên tránh suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng cần thư thái, không được để căng thẳng dài lâu. Đồ ăn thì ăn nhiều đồ có tính dương để cải thiện sức khỏe nhé. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nam mạng Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt nhưng bất lợi cho nam mệnh có ngũ hành là thủy. Khi gặp sáo này vào ngày 21, nam Đinh Tỵ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bản mệnh nên mang theo mình hoặc vật phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói, ngoài ra phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024 đơn giản, hiệu quả nhất. Nếu duy tâm, bạn sẽ hiểu những hạt xấu trong cuộc đời con người là không thể tránh. Tuy nhiên, lạc quan một chút, nhìn theo hướng tích cực một chút thì chưa hẳn những điều xui xẻo xảy ra trong cuộc đời là không tốt. Nó có thể giúp mệnh chủ trưởng thành hơn, trở thành cây đại thụ mà không một sóng gió nào có thể quật ngã. Điều này là đúng hay sai, còn phụ thuộc vào ý chí kiên cường ở mỗi con người. Mặc dù vậy, không ai mong muốn trong cuộc đời mình gặp quá nhiều sóng gió. Để hạn chế phần nào đó sự ảnh hưởng tiêu cực của hạn thiên tinh, các bạn có thể tham khảo một số gợi ý dưới đây. Về sức khỏe, tất cả những người gặp hạn thiên tinh cũng cần chú ý đặc biệt đến sức khỏe của mình, hãy dành thêm thời gian chăm sóc bản thân. Chú ý đến chế độ ăn uống, học tập, làm việc và luyện tập thể dục thể thao, sao cho thật khoa học. Nên chọn thực phẩm nạp vào cơ thể hơn, tránh xa các đồ đông lạnh, đồ ăn nhanh, đồ nhiều dầu mỡ. Về kiện cáo, có thể xảy đến do công việc làm ăn bất chính hoặc bị kẻ xấu bày mưu tính kế hãm hại. Vì thế, cần cẩn thận và biết tính toán, tránh xa các sai phạm liên quan đến pháp luật, không nên tin lời người khác mà làm việc phạm pháp. Bình tĩnh và nhẫn nhịn để tránh xảy ra tranh chấp cũng là cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Ngoài ra, hãy tu tâm dưỡng tính, quan tâm hơn đến những người xung quanh, làm nhiều việc thiện, tránh xa việc ác để có được phúc báo tốt lành. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Đinh Tỵ, nam mệnh trong năm 2024 này. Cuộc sống có muôn vàn lý do khiến cho ta mệt mỏi, dù bạn không muốn thì khó khăn vẫn đến, nỗi buồn vẫn mãi đeo bám. Tất cả những khó khăn và nỗi đau kia là nghịch cảnh mà bạn phải trải qua. Cho dù chúng làm bạn khó chịu và chán nản vô cùng, nghịch cảnh luôn đến một cách bất ngờ, chúng ta khó có thể tránh, đó là những bất trắc mà chúng ta bắt buộc phải đối diện. Nghịch cảnh chính là sự vô thường, bất định của cuộc đời mỗi con người, tất cả những khổ đau, hoạn nạn, bất công, tổn thương đều đã được vận mệnh an bài sẵn. Nghịch cảnh chính là những khó khăn, tình huống xảy ra ngược theo hướng tiêu cực với những gì mà chúng ta nghĩ.
Nó làm chúng ta nhiều khó khăn và trục trặc. Chúng ta không ai muốn gặp phải tình huống khó khăn, nhưng chính những điều này đã cho chúng ta thêm kinh nghiệm và động lực để đi tiếp. Nói đến nghịch cảnh, ai cũng nghĩ nó ảnh hưởng xấu tới cuộc sống, nhưng thật ra, nghịch cảnh có rất nhiều giá trị riêng. Câu danh ngôn đã chỉ ra rằng, nghịch cảnh không chỉ là phép thử của tình cảm, mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh của con người. Khi chúng ta gặp phải nghịch cảnh, tức là khi chúng ta đang ở trong một tình huống mà cần tới sự giúp đỡ của người khác. Lúc chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn, thì phép thử của tình cảm chính là ám chỉ những ai đang ở bên cạnh, giúp chúng ta, cũng như những ai đã rời bỏ ta mà đi. Khi chúng ta nghèo khó, họ đã không ở lại bên mình, thì đây cũng chính là cơ hội để ta nhận ra họ không thật lòng với mình và loại bỏ họ ra khỏi con đường tiến tới thành công của bản thân. Thước đo của trí tuệ và bản lĩnh của con người, tức là để thử thách trí thông minh, nhạy bén của chúng ta, để có thể giải quyết được những gì đang xảy ra và bản lĩnh chính là chúng ta đã dám nghĩ những có hay không. Nghịch cảnh cho ta cơ hội để nhìn nhận lại bản thân, xem chúng ta có đủ thông minh và bản lĩnh để vượt qua khó khăn này thành công. Dám nghĩ thì phải dám làm, nghịch cảnh sẽ mang lại điều tiêu cực hay tích cực thì cũng đều phụ thuộc vào con người đó. Nếu họ có trí thông minh, có những người đối với mình thật lòng và có bản lĩnh, thì họ sẽ vượt qua được những khó khăn để vươn xa hơn. Ngược lại, đối với những người luôn cảm thấy tiếc nuối về những người đã bỏ rơi mình, không dám làm điều gì vì sợ lại lún sâu thêm nữa, thì họ sẽ mắc kẹt trong nghịch cảnh mãi mãi. Không phải chỉ cần làm đúng là có thể thoát ra khỏi nó, nhưng cũng không phải do con người đã làm sai điều gì thì mới phải chịu sự trừng phạt này. Cuộc sống vốn là một vòng quay, luôn chuyển động không ngừng nghỉ. Ngồi trên vòng quay ấy, có lúc ta cảm thấy nắng ấm, thấy cầu vồng tươi sáng, khiến ta phấn chấn vô cùng, nhưng cũng có khi ta bị bóng tối che khuất, khiến lòng ủ rột, buồn bã. Đó là những quy luật hết sức bình thường của cuộc đời mà ai cũng phải trải qua. Mọi thứ cứ chuyển động liên tục, hết vui lại buồn, hết buồn lại vui, tâm trạng con người cũng vì thế mà sớm nắng chiều mưa, gặp chuyện vui mừng, chuyện buồn thì chán, đó không phải điều lạ lùng gì. Quan trọng hơn cả là dù ở trong bất kỳ tình cảnh nào, bạn vẫn có thể giữ được sự an nhiên, tĩnh tại. Người thành công nào cũng phải trải qua thất bại, mỗi lần thất bại đều là để chúng ta tiến gần hơn với ngưỡng cửa thành công. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nam mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.